Với suy nghĩ cho đi là còn mãi, cùng sức trẻ nhiệt huyết của mình, đã có nhiều nhóm bạn trẻ đến từ các trường phổ thông, trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh đã tổ chức những lớp học miễn phí để góp phần đồng hành cùng các bạn nhỏ tại làng trẻ em SOS Vinh trong việc học tập. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm những lớp học miễn phí đầy ý nghĩa và thú vị này tại làng trẻ em SOS Vinh qua phóng sự ngay sau đây. Em rất vui và cảm động trước tấm lòng của anh chị. Một bài học của anh chị đến là anh chị lại mang cho chúng em nhiều kiến thức hơn. Lúc nào mà có ai học giỏi là anh chị đâu khen. Đúng 7 giờ 30 phút tối, những lớp học nhỏ tại làng trẻ em SOS Vinh lại sáng đèn. Không đặt nặng kiến thức, không có khoảng cách giữa người dạy và học. Mỗi buổi học tiếng Anh miễn phí do một nhóm các bạn học sinh trường TH School tổ chức luôn đón nhận được sự thích thú của các bạn nhỏ đến từ làng trẻ. Chúng em đến đây với mục đích là giúp các em có một cơ hội để tiếp xúc với các phương pháp dạy học tiếng Anh tiên tiến, là cho các em nghe loa hàng ngày, rồi là tạo các cuộc trò chuyện để các em có thể nói chuyện với nhau như những người bản xứ. Mục đích giúp các em có thể có khả năng nghe nói và tập trung vào hai kỹ năng nói tiếng Anh chính đấy. Và chúng em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là cảm kích khi được nhà trường giúp đỡ để dạy học các em ở đấy ạ. Những lớp học miễn phí tại làng trẻ em SOS Vinh cứ thế được nhân rộng. Khi hàng ngày đều đặn vào mỗi tối, các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Vinh lại thay nhau đến làng trẻ dạy kèm cho các em tại đây. Tỉ mỉ hướng dẫn các bạn nhỏ viết từng con chữ, làm từng phép toán. Anh chị ở đây ba em, toàn ngữ văn và tiếng Anh. Anh chị ở đây con ba em, nhiều điều. Và sau khi giờ học, nếu có điều gì chắc em chưa hỏi các anh chị thương bay lại. Em với các bạn học anh chị ở đây rất hào hứng, vui vẻ. Khi gặp các em thì sẽ là gặp những em ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, những nét tính cách và mức độ mà tiếp thu khác nhau, nên là chúng mình đã có thành lập đội nhóm cùng nhau trao đổi phương pháp, kiến thức để có thể truyền đạt được hết những cái mà mình có thể cho các em. Luôn có mặt đông đủ và đúng giờ, các em tại làng trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi đều được tham gia những lớp học miễn phí này. Về phía làng rất là trân trọng và ghi nhận cái sự đóng góp của tất cả các cái sự hỗ trợ giúp đỡ đối với các con. Đặc biệt đó là cái sự hỗ trợ của các cái tình nguyện viên và tạo hết các cái điều kiện để cho các con đến làng và thực hiện các cái nội dung đó. Và làng quán triệt là làm sao để cho các con là có được một cái kết quả tốt nhất và thực hiện một cách bền vững và lâu dài. Dẫu trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, những cô cậu học sinh sinh viên mang trong mình sự nhiệt huyết, đang cùng nối vòng tay nhân ái, viết tiếp ước mơ thiện nguyện.